Xin chào bà con đã quay trở lại với kênh Quang Huy Vlog. Hôm nay anh em chúng tôi đưa mọi người đến tham quan cái đại đô thị Nova Hua. Nó tọa lạc tại thôn Tiến An, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận. Chúng tôi di chuyển ra đây mất 3 tiếng rưỡi đi bằng tuyến đường cao tốc ra đến thành phố Phan Thiết. Và từ đây di chuyển vào trung tâm thành phố Phan Thiết mất 15 phút nha, 7 cây số. Đây là một cái đại đô thị quy mô bậc nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, với cái quy mô là 1.000 hecta được phát triển bởi tập đoàn Novaland, bao gồm 8 phân khu có tổng mức vốn đầu tư hơn 5 tỷ đô, được triển khai từ những giai đoạn năm 2019. Sau 5 năm được đưa vào triển khai thì tất cả dự án bên này, những khối tiện ích ở tại khu vực cái bờ biển dài chảy dài 7 km đã làm xong cái phần tiện ích rồi, và dự án thì đã giao nhà ở những cái phân khu đầu tiên. Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người đến tham quan với cái đại đô thị nó mang phong cách Địa Trung Hải, độc đáo và đẹp bậc nhất tại Việt Nam nha. Xin mời bà con. Tôi đang có mặt tại phân khu Florida. Phân khu này thì có tổng diện tích là 109 hecta này. Nó bao gồm các loại biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và nhà phố. Các diện tích 520, 620, 624, 8x20 và 10x20 nha. Tất cả công nhân đã rút đi hết này, đã xây đẹp hết rồi, nhưng mà chỉ chờ hoàn thiện và giao nhà. Đấy, cái khu phối công viên rất là đẹp này, sân tennis rồi các tiện ích đã làm đẹp hết rồi, trông như những cái ngôi nhà trong truyện cổ tranh. Và trước mặt kia chúng ta kia là cái khu khối nhà điều hành, của nhà điều hành trung tâm của tập đoàn Novaland. Rất là đẹp. Sisu. Một cái đại đô thị biển lớn nhất Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại chắc là phải lớn nhất Việt Nam. Quy mô 1.000 hecta. Tất cả các khối tiện ích ở bên của dự án này nó đều nằm ở bên khu vực giáp bờ biển nha. Quá đẹp. Đây là những cái khối nhà đã giao nhà cho khách hàng. Khách hàng đã nhận nhà nhưng mà chưa có đưa vào vận hành. Cái tiện ích như Nova Supermarket cũng chủ đầu tư thì cũng định làm xây lên những cái tiện ích để hút người dân về những cái khối Boutique, những cái shop house này, 5x20, một trệt hai lầu này. Ngày trước cái dãy này, tôi nhớ 2018, 2019, 2019-20 bán cái mức giá 15-16 tỷ nha. Giá rất là khủng khiếp. Ở cái khu vực bờ biển này, Bikini Bay. Toàn bộ đường là lát gạch, lát đá rất là đẹp này. Còn một số những công nhân còn đang làm lại việc ở tại khu vực này thôi. Còn lại là đóng cửa hết rồi. Đây là khu vực Kingdom. The Kingdom này quy mô 9,9 hecta nha. Nó bao gồm mô hình shop house, biệt thự 825, 1025 và 15x25 nha. Những cái nhà xây và người ta tô theo cái phong cách Địa Trung Hải rất là đẹp này. Những cái nhà đầu tiên gia chủ đã về đề co những căn 5x20 này, trệt 2 lầu, đang làm nội thất. Bên này thì là phân khu giao nhà đầu tiên này. Dự án này thì có kết nối giao thông rất là thuận tiện, đi dọc theo đường Lạc Long Quân, cách khoảng độ 7 cây số là về trung tâm thành phố Phan Thiết. Và cái đường Lạc Long Quân thì cũng hơi nhỏ tí thôi. Dự án này thì chủ đầu tư cũng đang, và nhà nước thì cũng đang làm một con đường nó kéo dài ra quốc lộ 1A cũng như là đường cao tốc Phan Thiết, Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào khánh thành rồi nha. Có những cái cụm mà dãy shop house, mặt tiền, cái đường song hành bờ biển này. Ở ngoài đây thì các bạn nam nữ ra đây chụp hình check in, chụp hình cưới rất là nhiều này. Nguyên cái công viên bờ biển này nó trải dài cả vài 3 cây số nha. Đã được làm đẹp hết rồi.
quy mô 1.000 hectare với cái tổng mức vốn đầu tư hơn 5 tỷ đô. Rất là nhiều những cái thương hiệu thời trang, những cái thương hiệu cà phê này, Findeli đã được các gia chủ cũng như là các khách hàng, các chủ đầu tư người ta đưa về đây để phục vụ du khách tham quan cũng như là phục vụ cho các tiện ích ở tại khu biệt thự Nova Phan Thiết thế này. Nhưng mà hôm nay là ngày thứ 6, tôi thấy rất là vắng. Chỉ có một số những bộ phận nhà thầu phụ đang thi công cũng như là đội ngũ bảo vệ và những cái người du khách đến tham quan vắng cảnh tại đây thôi. Còn lại là đã đóng cửa hết rồi này. Ở đây trồng rất là nhiều những cái cây cò, những cây trà là, nó mang phong cách của cái miền nhiệt đới, rất là đẹp này. Đó, cái khu quảng trường này thì nó có đầy đủ các dịch vụ tiện ích, khu vui chơi giải trí phục vụ cho các khách tham quan cũng như là những cái cư dân tương lai ở trong khu vực này nha. Nova Dream đấy, trông như những là những cái mô hình ở trong cái chuyện cổ tích vậy, rất là đẹp này. Chủ đầu tư này thì bán đi nhiều quả đồi bởi vì rất là nhiều những cái phân khu như Forza nó nằm ở tại trục trên đồi ấy cả, xây dựng xong phần khu và đang để đó thôi, không có người. Kế với cái dự án này là khu resort Long Beach. Khu resort cũng có từ rất là lâu đời rồi, nhưng mà ngay giáp với bờ biển nha. Đó. Đây là các phân khu, các dọc đường bờ ven biển này. Chủ đầu tư đã làm đẹp. Và cái đằng trước kia là cái khu vực bến du thuyền, cầu tàu bến du thuyền thì cũng đã làm dở dang nhưng mà cũng đang bỏ không rồi. Dự án này thì nó chia thành 8 phân khu: Festival, Florida, shop biển, rồi thì Santa Monica, Gold Village và Boutique Hotel này. Đó, 8 phân khu. Đây là cái khu vui chơi và khu Marina Club. Trong này thì có những cái cà phê, nhà hàng, bar nhạc mạnh. Nó thiết kế rất là đẹp, ngay trực diện biển luôn. Đó, cái view biển này đã được chủ đầu tư làm rất là đẹp. Hôm nay thứ 6 cho nên là khách tham quan du lịch không có nhiều lắm. Vừa rồi 25 tháng 3 năm 2023 thì ở tại dự án này được vinh dự tổ chức một cái lễ kỷ niệm năm du lịch biển của tỉnh Bình Thuận tổ chức ở đây, thu hút hàng chục nghìn khách tham quan cũng như là các nhà đầu tư, các khách du lịch trong nước và quốc tế về đây tham quan và mua sắm cũng như là quảng bá cái hình ảnh của dự án Nova Vua cũng như là du lịch Bình Thuận nói chung. Rất là nhiều những khách trong nước và quốc tế đã đến đây vui chơi, mua sắm, nghỉ dưỡng tại khu vực Nova Vua này. Ở đây một cái lắp bích nằm ngay tại bờ biển luôn này. Bờ biển này thì đã được chủ tư làm bờ kè và cải tạo dọn dẹp rất là đẹp nha. Quy mô phục vụ lên đến 5-7 nghìn khách một ngày một đêm. Ở những cái khối khách sạn Movenpick kìa. Đó, khách sạn Movenpick thì đã xây xong và đưa vào khánh thành rồi. Quy mô 5 sao nha, 4-5 sao. Tôi không thấy cái sao nào đâu, tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ là nó mấy sao. Ở chủ đầu tư làm một cái tàu, một cái mô hình một con tàu rất là đẹp kìa. Đó, trong dự án này thì có cả cái tổ hợp sân gót, hồ bơi, khu nhà hàng, khu trung tâm hội nghị tiệc cưới rất là lớn. Không biết bao nhiêu tiền bạc đã đổ vào cái dự án này. Khu khách sạn đã đưa vào khánh thành nhưng mà bởi vì hôm nay không phải là ngày nghỉ cho nên cái lượng khách về đây còn tương đối là ít nha. Ở đây thì có những cái phân khu như là
Option Residence quy mô 51,57,1 hectare thì cũng đã bán rồi. Nó bao gồm các phân khu nhà phố thương mại nha. Cái này thì rất là đẹp này. Có những cái phân khu đã giao nhà rồi. Đây là những cái khối, những cái căn biệt thự này, một trệt một lầu, đã nhận nhà và đã đi vào hoàn thiện rồi nha. Nhìn rất là đẹp. Mỗi căn một cái phong cách khác nhau. Mấy cái căn này thì ở trên lầu trệt thôi chúng ta cũng được hưởng trọn cái view biển kìa. Bởi vì nó nằm ở trên địa hình cao hơn mực nước biển phải đến 300m, cho nên nhìn rất là cao. Trực diện view biển luôn. Ở khu vực những cái tên đường thì nghe rất là hay, như đường Miami, đường Florida, Florida. Đó, tên đường như kiểu ở bên Mỹ vậy. Đó. Đây là cái khối 109 hecta đã giao nhà. Bên này thì tôi thấy có rất là nhiều nhà thầu phụ đang thi công nội thất cho các gia chủ ở bên này nha. Đó, cái căn biệt thự đơn lập một trệt một lầu rất là đẹp này. Rất là đẹp luôn. Ở bên này toàn bộ là trồng những cái cây trà là. Cái cây này nó sống thường thường ở cái miền nhiệt đới nha. Cũng có khoảng lác đác khoảng độ vài chục hộ dân đã về ở tại dự án này rồi này. Quá đẹp luôn. Bên này thì dự án này có cái tổng mức vốn đầu tư là 5 tỷ đô, quy mô 1.000 hecta, 7 km đường biển, 200 tiện ích hàng đầu Việt Nam và có cái trung tâm hội nghị triển lãm 10.000 chỗ, có sân gót 36 lỗ nha và có cái công viên giải trí 25 hecta, 16 hecta là công viên ven biển và 50% đó là mật độ của cây xanh, mật độ rất là lớn này. Khu vực này thì đã nhận bàn giao và hiện tại chủ đầu tư đang bán với có những rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, như là cam kết thuê 2 năm này, ưu đãi cho khách hàng mua sản phẩm lần đầu đó là chiết khấu 1%, khách hàng đến tham quan dự án thì cũng được vui chơi 100 triệu nha. Đó, rồi thì ưu đãi dành cho khách hàng sở hữu cổ phiếu của Novaland từ mức 400 triệu cho đến 1.2 tỷ. Chủ doanh nghiệp thì ưu đãi chiết khấu 2%, ưu đãi cho khách hàng cũ mua sỉ từ 1 cho đến 5%, và khách hàng có hộ khẩu từ Quảng Nam trở ra thì được ưu đãi 2%. Còn những khách hàng nào thanh toán nhanh tất nhiên được chiết khấu đến mức 14-15% nha. Đây là những cái căn biệt thự này, nhìn rất là đẹp. Tôi đưa mọi người vào tham quan một căn, mặc dù nhận được bàn giao rồi nhưng mà chỉ có một số khách hàng đã về đi ở thôi. Đó. Rất là ít người, lác đác chỉ có vài bóng người trong này thôi. Giá trị của những căn ở bên này nó từ mức 8 tỷ cho đến 15 tỷ nha. Cư dân ở bên này rất là đông. Cực kỳ đẹp này. Và đây là cái căn này đã giao nhà rồi nha. Rất là đẹp này. Một trệt một lầu, tổng diện tích sàn nó được đến 200 mét sàn nha. Biệt thự này bốn mặt thoáng này. Đó. Đằng sau này cũng là đường luôn. Nhưng mà nó chỉ dành cho đường nội bộ thôi này. Tất cả ốp đá. Đó, đằng sau có cái sân 4 mét này. 10 x 22 nha, rất là đẹp. Đằng sau cũng là đường. Và chỗ này thì nó kế với clubhouse kìa. Đằng kia là clubhouse lớn. Lòng nhà thì cái này thiết kế được cái diện tích là 8 x 15 nha. Bây giờ tôi sẽ đưa mọi người lên tham quan trên lầu trên. Đây là khu vực bếp và toilet này. Nó có một trệt một lầu cho nên căn này là chủ đầu tư cũng không thiết kế thang máy nha. Trên này thì đổ bê tông và dán một lớp ngói đó. Cũng tôi cũng thấy lác đác được khoảng độ chục hộ quanh khu vực cái đường này đã về nhận bàn giao này. Đó, ban công rất là rộng. Đường ở đây thì được vỉa hè mỗi bên 3 mét và lòng đường nó lên tận 10 mét nha. Có sân đằng trước thì được 6 mét, rất là rộng, 3 mặt thoáng. Ở chỗ này thiết kế được tổng cộng là 2 phòng ngủ lớn nha. Đó, đây là 2 phòng ngủ lớn. 2 phòng ngủ lớn rất là rộng nha. Đằng sau này cũng là khối ban công luôn nha bà con. 7-8 tỷ đến 10 tỷ,
Đó là những cái giai đoạn đầu tiên mở bán, từ cái giai đoạn 2019-2020. Nhưng mà giá bất động sản bây giờ đang bị xuống giá rất là nhiều. Cửa này là đi cửa Kim Long. Cửa Kim Long nha. Tất cả bên này thì mái đổ một lớp bê tông và dán một lớp ngói như bên kia. Đó, mọi người coi nha. Mỗi một cái mái xem có một cái màu sơn phối khác nhau. Nhìn rất là đẹp. Tôi sẽ đóng cửa lại cho nó phải mưa nó phải thấm vào nhà. Rất là đẹp. À, bên này chất lượng bê tông tôi thấy cũng ok nha. Không có thấy lút nứt gì hết mà chưa bị thấm. Trên này thì có một cái chủ đầu tư có làm thiết kế. Đó, một cái giếng trời cực kỳ lớn để lấy ánh sáng và lấy gió này. Dưới đây thì công năng cho thiết kế chỗ này là khu vực toilet này. Đây là khu vực bếp và bàn ăn. Đó, mặt sau cũng là đường luôn. Và căn này thì hiện tại trên thị trường nó có giá trị giao dịch cũng khoảng 10-13 tỷ nha. 10-13 tỷ một căn như thế này. Và đây là giá gốc, người ta đã bán phải bán cắt lỗ đó. Có những thời điểm nó lên đến 15-16 tỷ nha. Rất là rộng. Ở chỗ này chỗ để đợi xe hơi đây. Ở những cái giai đoạn mở bán là tại khu vực Florida. Từ cái giai đoạn tháng 6 2019 đến tháng 9 năm 2020. Mức giá những cái căn nhà phố năm 2020 cũng là mức 6 tỷ nha, 7 tỷ. Đây là cái khu vực lắp hầu này. Rồi những cái căn nhà phố 624, 6x20. Họ thiết kế một trệt một lầu này. Đang nhận bàn giao, đây là những cái căn 8x20 và 10x20 này. Bán cái mức 12, 13 tỷ này. Bây giờ rất là nhiều căn phải cắt lỗ. Bên này thì điện nước âm, hạ tầng đồng bộ này. Làm cực kỳ đẹp. Đó. Cái phối cảnh nhìn thiết kế rất là hài hòa. Ở chỗ này thì trồng những cái cây bằng Đài Loan, những cái cây cọ này. Đó. Cực kỳ nhiều. Lát đa chỉ có một số hộ đã về ở này, và người ta trồng rất là nhiều những cây hoa giấy. Hoa giấy thì cũng đặc trưng của cái miền nhiệt đới này. Ưu điểm nó có cần ánh sáng và gió này. Quá vắng luôn. Không có mấy bóng người. Đó, những cái căn biệt thự đơn lập kìa. 15x20 kìa. Rất là rộng. Những con đường từ đây ra bờ biển này. Nhìn rất là đẹp. View trực nhận biển luôn. Ngày trước thì rất là nhiều nhà thầu thi công tại dự án này nha. Như là New Tech Công, Cô Tech Công, Ricken, Coma, rồi An Phong. Nhưng mà tất cả nhà thầu bây giờ cũng đã rút đi hết rồi. Đằng trước mặt đây là cái khu vực, cái công trường Greenmart. Một cái tổ hợp phân khu rất là đẹp. Đó, đây là những cái giai đoạn tiếp theo. Kế với cái phân khu này là một cái phân khu 57,9 hecta đang thi công dang dở nha. Tất cả nhà thầu và các đơn vị thi công thì đã rút đi hết rồi. Có biệt thự Gót Vilat này, quy mô 20 hecta, những cái loại diện tích là 7x25, 10x20 và 12x20, giá từ 9x26 tỷ này. Đây là cái khu vực lắp hầu. Dự án này thì có đến nguyên cái cụm 109 hecta này có đến 3-4 cái hốc lắp hầu lận. Đó là trước mặt kia là những cái khối biệt thự đang xây dở dang. Đó, đã xây xong phần thô rồi bỏ và đang chắc là cũng vì lý do không có mở bán được nên là không nhà thầu và nhà công nhân xây dựng đâu. Đó, chỉ còn lác đác một số những cái công nhân đang thi công tại dự án này. Những cái căn biệt thự song lập này 8x20 một trệt một lầu đang thi công dang dở, không biết khi nào sẽ chờ thi công trở lại. Cũng là những cái cơn bão tài chính cũng như cái ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nó làm cho bất động sản
thị trường đang bị đóng băng, rất là nhiều phân khúc bị cắt lỗ, và cắt lỗ rồi nhưng mà không có tính thanh khoản, tức là không có người mua. Quá đáng tiếc cho những cái dự án đại đô thị phát triển quá nóng, để mà kéo 20-30 nghìn người về đây ở thì đó là một cái vấn đề quá khó. Ở những cái căn nhà phố này 5x20 đó 6-7 tỷ này, vỉa hè 8 mét nha, ở đại lộ Danh Vọng, nghe tên rất là kêu. Ở đây thì có những khách hàng đã thanh toán ở cái khu vực đang xây dở ở bên tay mặt chúng ta đây, bên tay trái, đóng 60-70% rồi, nhưng mà hiện tại thì chưa có hẹn ngày giao nhà, và cũng chủ đầu tư thì cũng cam kết cái chương trình hỗ trợ ân hạn nợ gốc và miễn lãi suất cho khách hàng, nhưng mà giờ thì tôi thấy rằng rất là nhiều những khách hàng đã phải tự thanh toán những cái khoản chi phí vay cũng như là vấn đề về lãi vay với ngân hàng nha. Chủ đầu tư không còn khả năng để thanh toán cho khách hàng nữa, tất cả khách hàng ai tự lo của nhà đấy thôi. Đây là những căn 8x20 đó, trừ những cái góc bìa ra thì có giá trị giao dịch hiện tại cắt lỗ nha, mua 9 tỷ bán 7 tỷ 8 tỷ nha. Đó, đây là cái khối lắp hầu này, nhà sinh hoạt cộng đồng, họ giao nhà nhưng mà không có tiện ích, và cũng rất là khó để kéo người dân về bên đây nếu mà không có những cái khu công nghiệp, những cái khu chung cư. Những cái chung cư thì nó mới hút người dân về ở đây nhanh được, để mà thành phố, thành lập một cái thành phố mới thì nó phải mất kéo dài đến 30-40 năm, như kiểu Phú Mỹ Hưng, những cái khu đô thị ở ngoài Hà Nội, Linh Đàm, Định Công phải mất cả đến 20 năm thì mới được như bây giờ. Đây là những cái cụm mà giai đoạn tiếp theo này, những cái phân khu đang thi công giam dở. Vẫn có một số những nhà thầu nha đang làm ở tại dự án này này, quá là vắng luôn, không có một bóng người. Đấy, đường xá thì cũng đang làm tạm bỡ, chưa xong. Bên này có những cái chương trình cam kết thuê, nhưng mà giờ chắc là tôi nghĩ rằng cũng không có khả năng chủ đầu tư thanh toán những cái chương trình để dành cho khách hàng. Một cái đại đô thị khủng khiếp bậc nhất Việt Nam, phong cách Địa Trung Hải nhìn rất là đẹp, nhìn độc đáo à. Nói đến Bình Thuận thì nó là thủ phủ của rất là nhiều những cái bãi biển đẹp, nó không có thua kém gì Nha Trang hay là Nẵng, hoặc là ngoài Vũng Tàu, Phan Thiết, hoặc là Mũi Né đó, rồi Mũi Kê Gà, rất là nhiều bãi biển đẹp. Bởi vì ngoài Phan Thiết này đặc trưng khí hậu miền nhiệt đới, mùa mưa rất là ít, thứ hai nữa là nó có đến 8 tháng nắng, và tất cả bên này địa hình tự nhiên, bờ biển thì thoải thoải, nước thì trong xanh quanh năm, đó, mùa mưa rất là ngắn, khí hậu nhiệt đới, và quan trọng nữa là nó rất là ít cửa sông, cho nên cái lượng phù sa, lượng đất, lượng rác nó đổ ra biển không nhiều. Đó là lợi thế cho những cái tiềm năng phát triển du lịch biển. Sau một hồi tôi đưa mọi người đi vòng quanh tham quan cái đại đô thị Nova Hua tại Phan Thiết, rất là đẹp. Tôi nói là chưa có một cái dự án nào ở tại Việt Nam được đầu tư ở ngay một cái vị trí bờ biển 7 cây số, nằm ở vị trí cực kỳ đắc địa nha. View biển rất là đẹp, và đoạn biển này thì nước rất là trong, không có cửa sông, và nó cũng không có nhiều vấn đề về rác ô nhiễm môi trường ở tại khu vực biển Tiến Thành này. Nhưng mà cái đường Lạc Long Quân di chuyển từ thành phố Phan Thiết ra đây trải dài 7-8 km ấy, thì là nó cũng hơi bị bé. Tại chủ đầu tư cũng đang chuẩn bị thi công những cái tuyến đường cắt ngang từ tại khu vực đường Dầu Dây Long Thành Phan Thiết, cắt ngang qua đường quốc lộ 1A để di chuyển thẳng ra đây. Chúng ta sẽ không phải di chuyển qua trung tâm thành phố Phan Thiết nữa, rút ngắn là cái quãng đường di chuyển nha. Và từ đây di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, sau này chúng ta đi kết nối đường cao tốc hôm qua tôi đi chỉ mất khoảng 3 tiếng rưỡi là ra đến khu đô thị Nova Hua này rồi. Và tất cả bên này, bờ biển trải dài 7 km đã được chủ đầu tư làm rất là đẹp. Phải nói là đầu tư không biết bao nhiêu tiền của và công sức, sức người, sức của đã đổ vào trong cái đại đô thị như thế này. Nhưng mà rất là nhiều những cái khách hàng đã bị cắt lỗ, bán, lấy lại vốn cũng không bán được. Bởi vì có nhiều cái phân khu khách hàng của tôi nha,
hiện tại đang mua đóng 70% rồi, 70-80%. Lúc đầu thì ngân hàng hỗ trợ cho 70% là chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất ân hạn lại gốc, họ miễn lãi suất là chủ đầu tư sẽ đứng ra thanh toán. Nhưng mà hiện tại thì cái câu chuyện ở đây là chúng ta là những cái khách hàng đứng ra ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng, chứ chủ đầu tư không có ký hợp đồng ba bên, cho nên chủ đầu tư không còn khả năng tài chính để thanh toán cho chúng ta. Tất cả những khách hàng đó đang tự phải thanh toán, mặc dù chưa nhìn thấy cái nhà ở đây. Ở những cái khu vực, những cái phân khu nãy tôi đưa mọi người sang tham quan, thế với khu Flora đấy, là người ta đã nhận nhà rồi, nhưng mà những cái phân khu kia đang làm móng hoặc là xây lầu 1, lầu 2 và tất cả các nhà thầu đã rút đi hết. Và hiện tại những khách hàng đó là tự nhiên người ta bị như kiểu cái cảm giác bị đem con bỏ chợ và tự phải thực hiện những cái trách nhiệm đối với cái vấn đề và mình đã ký hợp đồng tín dụng vay bên ngân hàng nhé. Thì tôi không nói về cái vấn đề về pháp lý của cái dự án này thì nó đã đầy đủ rồi, nhưng mà vấn đề về tính thanh khoản đó, cái bài toán kinh tế tại cái dự án này đầu tư vào nó không có khả năng sinh lời trong cái thời điểm hiện tại nhé. Bởi vì cái suy thoái kinh tế toàn cầu nó phải kéo dài thêm 2-3 năm hoặc là 5 năm nữa thì bắt đầu nó mới đi vào giai đoạn phát triển tiếp theo. Để mà chúng ta kéo một cái lượng người 20-30 nghìn người về đây ở tại khu vực này sinh sống và làm việc thành một cái thành đô thị mà nó có những cái tuổi đầy thành phát triển vào 5-70 năm hoặc là 30-40 năm như Phú Mỹ Hưng ở trong khu thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là những cái khu đô thị lớn ở tại những cái thành phố biển như là Nha Trang hay là khu vực Đà Nẵng thì nó rất là lâu, nó cực kỳ là khó để kéo những cái lượng người về đây sinh sống làm việc và kinh doanh các mặt hàng dịch vụ ở tại khu vực này. Mặc dù chủ đầu tư đã đưa ra những cái chính sách cam kết thuê, những cái chính sách mà hỗ trợ về mặt bằng cũng như là thu hút những cái thương hiệu về vấn đề về casino, về sân golf, về khách sạn 5 sao, về vấn đề về thương mại dịch vụ cũng như là những khu vực chợ đêm, những khu quảng trường, những cái mua sắm hoặc là những cái khu vực clubhouse, những cái khu vực tiện ích ở tại dự án này ba để mà kéo những cái lượng khách về kinh doanh thương mại dịch vụ, nó thu hút những cái lượng khách trong nước và quốc tế về bên này. Thì cái đường cao tốc thì làm cũng từ cái đoạn mà đầu Phan Thiết cho đến ra đến khu vực ngoài Khánh Hòa thì cũng đang tiếp tục đang triển khai. Nếu mà sau này khi xong thì nó kết nối về quốc lộ 26 về khu vực Đà Lạt, Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên thì đi lại rất là thuận tiện vào sân bay Phan Thiết. Mai mốt nếu mà được chuyển đổi công năng thành sân bay vận tải khách quốc tế thì nó sẽ kéo những cái lượng khách quốc tế, người ta sẽ bay trực tiếp về đây để ra vui chơi, mua sắm cũng như là nghỉ ngơi, làm việc tại cái thành phố biển Nova Hua như thế này. Đó, nhưng mà vấn đề phải cực kỳ là phải lâu, nó phải mất 5, 10, 20 năm, 30 năm nữa. Tôi nghĩ rằng nó phải kéo được cái lượng người như vậy. Bởi vì tôi đã đi những cái khu đô thị tái định cư Lộc An, Bình Sơn quy mô 300 hectare. Lượng người đó đã có sẵn rồi là phục vụ cho cái việc giải tỏa sân bay, xây dựng cái sân bay Long Thành đó thì kéo giải tỏa trắng một cái xã Suối Chầu và tất cả những cái hộ dân xung quanh ở hai cái xã Suối Cao, xã Lộc An, xã Bình Sơn đều bị ảnh hưởng bởi vấn đề về giải tỏa thì người ta đã có cái dòng tiền được đền bù cũng như nhà nước đã làm tất cả những trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ, trường học rồi thì trạm y tế rồi vấn đề về chùa, về nhà thờ để kéo cái lượng dân ở khu vực xung quanh đó về, đó là nhu cầu thực mà trong vòng 5 năm thì mới về được khoảng độ 15-20% bà con đã thấy đó là những cái nhu cầu thực sự luôn. Nó phải 20 năm sau thì cái lượng người mới đổ đầy một cái khu tái định cư 300 hectare. Còn đây là nguyên một cái đại đô thị 30-40 nghìn sản phẩm, nhất là nó lại không có căn hộ, nó chỉ có cái khối những cái khối shop house với biệt thự và nó toàn thiên về nghỉ dưỡng và những cái khối khách sạn thôi. Còn nếu căn hộ bên này không có thì nó kéo lượng người về để ở rất là lâu và 4-5 tỷ, 6 tỷ mua vào thời kỳ 2019 thì hiện tại rất là nhiều người nào phải cắt lỗ. Còn những cái khối như biệt thự hay là những khối shop house mua căn 620, 624 và những căn 1020, 820 mua ở giai đoạn 2022, 15, 17, 20 tỷ thì hiện tại cắt 20%, 30%, tôi nghĩ không có tính thanh khoản luôn. Và dự án này thì mới bán được khoảng độ 1/4 dự án, quy mô nó còn rất là nhiều những phân khu tiếp theo. Hiện tại đã ép cọc và làm hạ tầng rồi nhưng mà không có tiền để thi công, tất cả nhà thầu đã rút đi hết. Đó. Thì hôm nay tôi đưa mọi người trên cái đường đi ra tham quan cái thành phố biển Phan Thiết, tôi sẽ ghé thăm cái dự án Nova Hua, những cái dự án Queen Burn, những cái dự án Summerland của Hưng Lộc Phát phát triển cũng ở bên khu vực Mũi Né kìa, cách đây khoảng 30 cây cũng đang bị cắt lỗ rất là nhiều. Và tôi cũng chúc cho quý khách hàng đó làm sao quý nhà đầu tư chân cứng đã mềm sớm vào bờ. Tại cái dự án đang mở bán thì chúng tôi không có được quyền nói nhận định về những cái vấn đề tiêu cực hay những cái gì đó trong cái dự án này nó làm ảnh hưởng đến cái uy tín cũng như là cái tiến độ bán hàng của chủ đầu tư. Đó là những cái điều rất là tối kỵ. Khách nào có nhu cầu tư vấn thì anh có thể inbox trực tiếp, tôi sẽ tư vấn riêng. Nhưng mà rất là nhiều những khách hàng bên này đang bị vỡ đòn gãy đòn bẩy tài chính, đó là vay sử dụng đòn bẩy quá nhiều và hiện tại thì không có dòng tiền để bù đắp vào đó, hoặc là cắt lỗ 30%, chỉ cần người khác nhảy vào mua cái số tiền vay ngân hàng để không bị nợ xấu CIC cũng không có nha. Bởi vì cái tình hình như này giá nó còn xuống rất là sâu và
30 đến 50 năm nữa tôi nghĩ cái thành phố biển thì mới lấp đầy được đến 70-80%. Đó, đó là cái vấn đề về dài hạn nhập. Cái ưu thế của khu vực Phan Thiết này thì tất cả bờ biển nó rất là đẹp, trong xanh, khí hậu miền nhiệt đới, 7-8 tháng nắng không có mưa nhiều và bờ biển rất là sạch, không có công nghiệp, không có những cửa sông, cửa biển thì toàn bộ bờ biển rất là thoải này, nước trong xanh nha, ít bãi đá ngầm, cho nên phát triển du lịch. Những cái vấn đề ví dụ như là những cái khu du lịch như là làng chài Phú Hài, chúng ta có thể tham quan những cái khu vực làng nghề trồng thăng long này, rồi đến tham quan những cái khu vực ở mũi Né, mũi Kê Gà đầu bên khu lối dưới này, cách đây 35 cây, còn đầu mũi Né cách đây cũng khoảng độ 30-35 cây nha. Rồi thì đến tham quan những cái khu vực Tháp Chàm, những cái khu của người Chăm, cộng đồng người Chăm ngày xưa người ta xây những cái khu nhà rông hoặc là tháp tràm rất là lớn, hoặc là chúng ta có thể đi vào những cái khu làng chài đó để tận hưởng những cái cảnh dã ngoại cũng như là ăn uống những cái đồ hải sản rất là tươi sống và giá rất là hợp lý. Qua tôi ăn, bạn hai anh em ăn hết rất là nhiều nhưng mà hết chỉ khoảng độ 800.000 thôi đó. Mọi người nhớ nha, like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho anh em tôi, chúng tôi có thêm những cái động lực cũng như là có thêm những cái chi phí để phát triển cái kênh Quang Vy Vlog ngày càng thêm trao được nhiều cái giá trị cho anh em cũng như là khách hàng có thêm những cái kiến thức, những cái trải nghiệm đến tham quan thực tế những cái dự án này mà chúng ta ngồi ở nhà chúng ta có thể tham quan được. Tôi xin kết thúc cái video đây nha, xin chào.